Xin chào các bác, em tiếp tục giới thiệu các bác một con hút bụi iRobot Roomba đầu 8 nhé. Một con máy em nhập hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đây, trên máy thì có chức năng hẹn giờ tất cả các ngày trong tuần luôn các bác, hẹn từ thứ hai cho đến chủ nhật, đến thứ hai tất cả các ngày nhé. Con máy chất rất mới này, con để mã số 2 em bán là 3 triệu bằng con đầu 7 rồi. Quay sách này. Chất máy cực đẹp. 880 các bác nhé. Năm sản xuất 2015 này. Con này nó sử dụng cho thị trường Nhật, nó ghi năm sản xuất luôn. Pin em thay mới tinh trong này nhé. Đấy là cái quả pin mới này, chạy trên 1 giờ luôn. Hai quả Zolo pin đẹp, chổi tặng thêm một chổi cho các bác nhé. Đấy, cái phiên bản cái thị trường cái đầu 8 này thật sự là nó rất là bền bỉ, nó thật sự là bền các bạn, máy quá đẹp luôn. Trên máy thì các bác nhìn là có cái nút này về đốc nhé, chỉnh giờ, hẹn giờ, nút post này chạy vòng tròn một chỗ, cái lên là bắt đầu chạy. 3 triệu rồi các bác. Chạy rất là khỏe, êm ái và này hút siêu sạch luôn, các bạn yên tâm luôn nhé. Các bạn chốt alo em nhé. Chào các bạn. Thả ra cái đen đen cho nó hút đi. Hộp rác này. Khi nó phát hiện ra bụi nó hút di lại các bạn. Nó di lại cái vị trí đây này, nó có kính lúp này. Di lại. Đi kèm một đốc sạc đấy quá nha. Hết pin từ về sạc. Ấn nút đốc này quá nha, nó về sạc này. Hoặc là nó hết pin rồi tự về. Các bác liên hệ với em theo hai số điện thoại này nhé, hai kênh YouTube, các bác xem và ấn đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác.